Nấu súp các bạn cần 2 lon nấm golden mushroom, 2 lon nấm, 2 lon trứng cút quail eggs, 3 miếng fry conger pike moss. Đem đi ngâm, cái này là bong bóng cá đó, cái ruột cá chiên đó, ngâm khoảng 3 miếng rồi cắt nhỏ ra. Nấm các bạn rửa sạch và tước nhỏ ra, lấy mấy bụi ra hết để ráo. Và phần bong bóng cá các bạn cắt ra nhỏ vừa ăn. Đây là nước lạnh 12 chén, hoặc là các bạn dùng chicken broth 12 chén. Nhưng mà nếu trường hợp không có chicken broth, các bạn có thể dùng bột chicken broth bỏ vào đây khoảng 5 muỗng. Nêm nếm xem có vừa hay không, nếu chưa vừa thì bỏ thêm. Nấu nước này cho sôi lên. Sau khi sôi đợt thứ nhất, các bạn đổ nấm và một bóng cá vào và để đó cho sôi khoảng 5 phút. Các bạn bỏ trứng vào. Chuẩn bị nửa chén nước và 4 muỗng canh bột năng, 5 lòng đỏ chồng trắng trứng. Sau khi bỏ trứng vào, các bạn để nước sôi lại thêm một lần nữa. Trong khi sôi, các bạn đổ nước bột bắp vào đây hoặc bột năng. Trứng vào. Chỉ dùng cái lòng trắng trứng gà thôi. Còn nếu các bạn mà thích có nhiều màu thì các bạn có thể dùng luôn lòng vàng. Khi bạn để trứng gà vào nè, màu vàng, màu trắng nó ra rõ ràng hơn nếu các bạn chia ra. Còn nếu thích màu trắng không thì súp nó hơi tái một chút. Để màu vàng thì nhìn đẹp hơn. Tùy các bạn.